Cẩn thận một chút, đi từ từ thôi. Trời ơi, cẩn thận một chút chứ. Anh cẩn thận cái chân thì đúng hơn đó. Tôi thà làm hư bức tranh thêu này cũng không muốn anh vì tôi mà bị thương đâu. Chân của tôi nghỉ ngơi 2 tuần là sẽ khỏe lại thôi. Bức tranh thêu này của cô là cả một tâm huyết của cô. Cô đã thêu lâu lắm rồi. Tâm huyết thì là tâm huyết chứ, con người mới là quan trọng nhất. Tôi thật sự bị cô làm cho tức chết mà. Tại sao cô cứ không chịu tham gia chứ? Anh có khát nước hay không hả? Có cần tôi bây giờ đi mua nước cho anh không? Còn nữa nha, nếu anh cần mua cái gì lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Tôi cho anh sai vặt cũng được. Ê, không cần đâu. Cô ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ê, Talia, sao cô lại ở đây? Hôm nay tôi với ảnh ở cửa tiệm. Hôm nay phải kết toán mà. Vậy đi nha. Sao rồi, để chị xem, bị thương chỗ nào hả? Dây chặn của chân bên phải bị thương. Bác sĩ nói là nghỉ ngơi 1-2 tuần là không sao rồi, không cần phải bó bộ. Wow, bị sưng lên luôn kìa. Ây, bình thường em đi bộ chậm lắm mà, đi như con rùa vậy. Sao lần này lại bất cẩn vậy hả? Thật ra là gì? Thật ra là em vừa đi vừa ăn cho nên bất cẩn, bị trượt chân té xuống thôi. Lúc nào cũng chê con vụng về hết, cậu cũng như vậy thôi. Con nói gì hả? Qua đây. Còn dám né nữa hả? Đánh thêm một cái. Ê, nè, cẩn thận đó. Ố, anh hai, về hồi nào vậy? Sao hai đứa về trễ quá vậy, tăng ca hả? Không phải, con với má đi bệnh viện thăm cậu Minh thôi. Cậu Minh nhập viện sao? Bị gì vậy? Phải rồi, sao không báo cho anh biết liền hả? Báo cho anh biết liền để làm gì? Anh đâu phải bác sĩ đâu. Hiên Hiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con với má vừa tan làm thì cậu Minh gọi điện cho con nên liền chạy tới bệnh viện. Thì ra cậu bị té cầu thang, bị thương ở chân. Chuyện lớn vậy sao? Không được, anh phải đi bệnh viện xem nó thế nào. Thì cũng đâu có gì nghiêm trọng, ngày mai tới đi. Nhưng mà cái mũi của anh... Bị cảm thôi mà. Giống bị người ta đánh thì phải. Chắc là vậy rồi. Xin chào. Chạy đi. Phải rồi. Hai hôm nay không thấy cô đặt xe tôi. Cô không có ra ngoài sao? Không có tâm trạng thì không đi thôi. Cô có sao không vậy? Tôi quyết định không đặt áo cưới nữa. Làm gì có người đàn ông nào tốt như vậy? Giả tạo. Không có gì đâu mà, anh về trước đi. Cái thằng này, đánh khênh. Anh cũng tới hả? Phải. Tôi có đem đồ cho anh nè. Dù gì Mao Thành cũng tới rồi. Nhìn em chắc cũng sớm xuất viện thôi, anh về trước nha. Nè nhớ đó, nếu không muốn chân bị sưng thì phải kỵ mấy món thịt bò, trứng gà, mấy cái đó. Không có gì đâu, anh đi về đi. Từ từ nói chuyện đi ha. Tôi có mua một ít dăm bông Tây Ban Nha làm cho anh cái sandwich nè. Ngon nha. Đồ ăn ở đây đúng là nhạt nhẽo lắm luôn đó. Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe cái nào trước? Tin tốt trước đi. Tin tốt là anh có thể nghỉ ngơi lâu hơn rồi. Còn tin xấu là người ta đã quỷ đặt áo cưới. Hả? Băng không muốn làm áo cưới nữa sao? Anh không lo nổi cho cổ hả? Cho dù lo nổi tôi cũng không dám lo. Mới 2 hôm trước cổ tỏ tình với tôi đó. Anh từ chối cổ nên cổ không muốn làm áo cưới nữa hay sao? Vì ước mơ của chúng ta, tôi cũng đã từng có chút do dự. Nhưng tôi thật sự không thuyết phục được bản thân mình. Tôi không muốn trở thành người thực dụng như là anh hai của anh. Thôi không sao đâu, tôi là mất đi một cơ hội. Nhưng mà ít ra còn được ăn cái bánh sandwich này nè. Xin lỗi nha, hai anh mất đi cơ hội này. Khùng quá đi, đừng có nói như vậy.
đúng là có một chút đáng tiếc thật đó. Nhưng mà cũng không nên hy sinh anh. Làm người quan trọng nhất là phải có nguyên tắc. Thì mình suy nghĩ cách khác thôi. Băng Băng. Anh rể. Cà phê. Anh tìm em có chuyện gì? Lần trước em nói là đầu tư kinh doanh mua sắm trực tuyến của anh. Anh đã có kế hoạch rồi. Hoàn vốn trong 1 năm, sinh lời trong 2 năm. Mua sắm? Phải, thương mại điện tử đang là xu hướng. Nếu muốn thành công trước tiên phải có nền tảng đa phương tiện, sau đó làm quảng cáo trên mọi mặt trận, bảo đảm rằng người nào có điện thoại di động đều sẽ cài đặt ứng dụng của chúng ta. Khoan đã, lần trước em có chút say, tại sao em lại không có ấn tượng gì hết vậy? Có, em nói là đầu tư vào anh để anh có thể trở mình rồi theo đuổi là chị của em, cho nên anh đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo, chính là mua sắm trực tuyến đó. Em có nói là sẽ giúp anh và chị Phi có được hạnh phúc, nhưng mà em cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông em yêu bị thất bại. Bất kể anh có thích em hay không thì em cũng nên ủng hộ anh. Yêu một người thật lòng không phải là không nên đòi hỏi sự đền đáp hay sao? Phải, em nói đúng, suy nghĩ của em là tốt. Nhưng mà cũng phải nghĩ ra một cách tốt, nếu không rất dễ làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông. Anh rể, anh cũng là đàn ông, anh nghĩ cách giúp em đi. Được được được. Ê, anh đã nghĩ ra được một cách có lợi cho cả hai bên, vừa giúp được em, vừa cũng giúp được anh. Cách gì vậy? Cách đó chính là bề ngoài có vẻ là em đang đầu tư cho anh, nhưng mà anh sẽ là người ra mặt bàn bạc hợp tác với họ, cuối cùng cũng là để hoàn thành ước mơ của tiệm váy cưới của họ. Vậy em đầu tư trực tiếp cho Sơn Sơn là được rồi, tại sao phải cho anh? Có gì khác biệt? Khác biệt rất lớn chứ. Em đầu tư vào anh giống như là đang giúp anh, chứ không phải là giúp cho Sơn Sơn. Vậy thì hai người chỉ là quan hệ hợp tác. Như vậy anh ta sẽ không cảnh giác em, sẽ không nghĩ là em có mục đích khác. Em hiểu rồi, đúng rồi. Thì phải đó, sau khi mở được cửa tiệm thì hai người sẽ gặp nhau cả ngày, gặp mặt nhiều hơn, thì anh ta sẽ dần dần thấy ưu điểm của em, rồi sẽ dần dần yêu em. Đúng không? Vậy cho nên nhất định phải nhờ anh. Vậy thì em không cần phải từ bỏ Sơn Sơn, anh cũng có thể theo đuổi là chị Phi, hình như cũng được đó nha. Chắc chắn là được. Ê, khoan đã, họ cũng phải đồng ý mới được chứ. Ít ra phải chứng minh được Sơn Sơn hai người họ chịu hợp tác với anh mà. Em yên tâm đi, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, đợi tin tốt của anh là được rồi. Ý, phải rồi, em có thấy Phi Phi đeo chiếc nhẫn của anh tặng không hả? Anh nói chiếc nhẫn trong túi áo khoác đó hả? Phải. Em xin lỗi, lần trước em thấy đẹp quá nên em đã lấy đeo. Hả? Không phải là chị Phi lấy. Hả? Hèn gì không thấy Phi Phi có biểu hiện gì hết. Nhưng mà chị Phi cũng không có nói là nhất định phải trả lại cho anh mà. Ê, vậy tức là còn cơ hội. Nhưng mà kế hoạch vẫn chưa thành công, chúng ta vẫn phải cố gắng. Cùng nhau cố gắng. Không phải chứ, mới sáng sớm đã có việc làm rồi. Không phải nha, là má của con gửi hình vào trong nhóm gia đình thôi. Người đứng kế bên má rốt cuộc là ai vậy? Thì là em gái của con Giao Giao đó, đứa em gái ở Canada đó. Không phải chứ, mới không gặp mấy năm đã lớn như vậy rồi hả? Đúng rồi, con gái lớn rồi, thay đổi nhanh lắm. Hình như là nó mới lấy được giải nhảy múa cái gì đó. Con nhìn mắt của con cười tươi chưa kìa? Nhìn mắt con vui chưa? Má rất là thương Giao Giao. Em bé giỏi như vậy chắc là má vui lắm. Quách Đắc Minh. Thì ra xảy ra chuyện như vậy. Nhưng tôi có thể nhận thấy là Talia rất quan tâm cuộc thi thư thùa này, nhưng mà không hiểu tại sao cổ lại bị kích động và cứ không chịu tham gia cuộc thi. Đây là điểm yếu lớn nhất của Trừng Trừng. Từ nhỏ tới lớn, con bé ám ảnh nhất chính là thi cử. Trang Trí Trừng, cô có thể bắt đầu bài thi múa của mình rồi. Trang Trí Trừng có phải không? Phải. Cô có thể bắt đầu rồi. Ơi nè, cô làm gì vậy? Ông thầy đó bị nó làm tới nỗi nhập viện mấy tháng trời. Từ đó trở đi, Trừng Trừng nói với tôi là cả đời này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thi nào nữa.
Mà khoan đã, lúc cổ học theo thù ở bên Pháp, rõ ràng là cổ đã tốt nghiệp rồi mà, còn lấy được chứng chỉ nữa mà. Đúng rồi, rõ ràng tốt nghiệp và có chứng chỉ. Nhưng mà anh có biết, trước ngày thi một ngày, Trừng Trừng bị sốt rất cao, căn bản không hề đi thi. Hả? Nhưng vì thành tích bình thường của nó rất là tốt, giáo viên cũng thông cảm Talia không phải là người bản địa, nên mới phá lệ cấp chứng chỉ cho một lần. Tình trạng như vậy giống như là bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Trừng Trừng luôn cảm thấy bản thân mình không giỏi giang gì, cho nên mới dẫn tới ba má ly hôn, tự xây dựng gia đình mới. Nó cảm thấy bản thân mình như bị dư thừa, lại không thích tranh giành cùng với người khác. Nhưng thành thật mà nói thì tình cảm giữa ba má chúng tôi đã có vấn đề từ lâu rồi. Nhưng anh có từng nghĩ tìm một nhà trị liệu tâm lý để mà nói chuyện với cổ hay chưa? Thì đại tiểu thư Trừng Trừng của chúng ta phải chịu mới được chứ. Anh đừng nghĩ bình thường Talia rất dễ chịu, tính tình ôn hòa, nhưng mà thật ra nó vô cùng ngoan cố, không ai có thể thay đổi được những gì nó đã quyết định đâu. Alo. Ok, vậy tôi tới liền. Nè, tôi có chuyện phải đi trước, anh nghỉ ngơi đi ha. Anh yên tâm đi, tôi có thời gian sẽ khuyên Talia giúp anh chứ. Tóm lại là không thi cử, không tranh đua, không thành tích thì không có vấn đề. Không thi cử là được rồi. Nhìn nè, tôi có nấu canh gà hầm củ sen đậu phộng, anh uống đi còn nóng nha. Ăn gì bổ nấy, ngon. Ngon thiệt đó. Tất cả cũng tại tôi không tốt. Nếu không tại tôi thì anh cũng không bị té cầu thang. Chỉ vì một bức tranh thêu, đúng là không đáng. Cô đừng có tự trách mình nữa mà. Hơn nữa bây giờ tôi đâu có gì phải làm đâu, xem như là nghỉ ngơi. Trước đó không phải anh nói là phải thiết kế áo cưới mới sao? Khách hàng không muốn làm nữa rồi. Nhưng bây giờ có một công việc mới, xem cô có hứng thú hay không. Anh tính giới thiệu việc cho tôi hả? Bạn của tôi á muốn tặng một bức tranh thêu cho vợ của ảnh để làm quà sinh nhật, nên muốn mời cô giúp đỡ. Về giá cả thì không thành vấn đề, quan trọng là phải đẹp. Ý của cô thế nào? Khi nào thì anh ta cần? Cuối tháng này. Được, không thành vấn đề. Tóm lại là tôi sẽ cố hết sức mà làm, cho dù phải thức đêm để làm đi nữa tôi cũng sáng hoàn thành. Ok. Nha, đi từ từ thôi. Cảm ơn nha. Cũng may là có ông tới đón tôi xuất viện đó. Nếu nhờ chị Bảo với Hiên Hiên thì không xong rồi. Hai đứa nó phải đi làm, dù sao tôi cũng có thời gian. Tuy là ở đây đi cầu thang sẽ ít hơn, nhưng mà cậu ở một mình có được không vậy? Ông yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho anh ta. Sau này tôi ngủ phòng khách, còn anh ngủ trong phòng. Dạ, mua thêm cái giường xếp hồi nào gì hả? Tôi biết là anh sẽ dọn về đây, cho nên sớm chuẩn bị sẵn rồi. Tôi đã lắp thêm thanh chống đỡ trong nhà vệ sinh rồi đó. Không cần phải lo đâu. Tốt lắm. Cho phép cô dùng tác phẩm khác để thay thế, nộp lại cho ban tổ chức trước cuối tháng sau. Dạ. Cũng may là còn kịp đó. Chà, chuyện gì mà vui vậy, còn kịp làm giàu sao? Không phải, là kịp tham gia cuộc thi đó mà. Tham gia cuộc thi? Xin lỗi nha, bị kẹt xe. Trời ơi, sao cô tới trễ quá vậy? Cũng may là hôm nay có Elaine tới phụ đó. Elaine? Wow, là thật nè. Chị Double, sao cô lại đi ra từ trong phòng? À không, tôi lấy chút đồ thôi. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Mình vẫn chưa xuất viện sao? Xuất viện rồi, dọn về chỗ làm việc ở, nó sẽ thuận tiện hơn. Quan hệ với ảnh gia đình khẩn sao rồi, có đỡ hơn chút không? Hey, tệ hơn thì có, ở chung thì còn tệ hơn nhiều. Từ khi anh Thạch dọn vào ở, anh cảm thấy mọi người đang xua đuổi ảnh. Ảnh lúc nào cũng nhỏ mọn vậy thôi, mà kệ anh đi. Lúc nào cũng nghĩ mình là tâm điểm của thế giới này. Phải đó, không biết tại sao lúc trước tôi không cảm thấy vậy. Em rất thích chiếc váy cưới này. Ấy, mà còn nữa, anh xem chỗ này có đẹp không? Rất nhiều người tới đây để tổ chức đám cưới, sẵn tiện đi tuần trăng mật nữa, đẹp quá à. Anh xin lỗi nha, tạm thời anh không đủ khả năng cho em những thứ này. Chúng ta tổ chức đơn giản thôi ha? Chỉ cần được ở bên anh, mấy thứ khác không quan trọng. Em đã cảm thấy mình rất hạnh phúc rồi. Sắp tới con có một vụ kinh doanh là hợp tác với ông Lý, ông vua cao su. Con biết là ba lâu nay có hợp tác với tập đoàn nhà họ Lý, có đúng không hả? Cậu muốn tôi giới thiệu cho cậu sao? Dạ phải, không biết là có thể giúp con hẹn với ông Lý không? Không phải lúc trước cậu đã tự tin nói là sẽ không dựa vào ba vợ mà. Phi Phi lâu nay rất hiếu thảo, cổ lúc nào cũng nhớ ba, thường xuyên nhắc tới ba. Vì muốn để cổ được ở gần ba, nên con đã quyết định dọn tới Malaysia làm lại từ đầu. Là vì Phi Phi hay là vì bản thân mình vậy?
Đừng nói chuyện vĩ đại tới như vậy, cậu cũng là vì muốn mượn danh tiếng và thân phận của tôi để tạo mối quan hệ thôi. Anh xin lỗi bà xã. Ông khách hàng đó đúng là nhiều lời, cứ kéo anh ở lại nói chuyện này chuyện kia, không cho anh về, làm anh trễ hẹn với bà xã. Đồ ăn nguội hết rồi. Anh xin lỗi mà em đừng có giận. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai chúng ta, chúng ta phải vui vẻ mới đúng. Nè, để ngày mốt anh bù lại cho em món quà lớn ha. Có phải là muốn gì cũng được không? Đương nhiên rồi. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Bà xã à, tối nay khách hàng bắt anh phải đi xem bóng đá với ổng. Anh không gì nhận cơm được, em ăn một mình đi ha. Anh hai đúng là hết thuốc chữa rồi. Ảnh luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tình thân hay tình yêu gì đó đều xếp thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giống như lời của má nói, đôi mắt của anh hai để trên đầu chắc chắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, cho nên mới có ngày hôm nay. Vừa mất đi tình yêu, vừa mất đi sự nghiệp ở độ tuổi trung niên. Thật ra tôi cảm thấy sau khi má ảnh mất, ảnh đã có thay đổi rất nhiều. Ít ra là ảnh cũng chịu làm lại từ đầu, làm lại nghề người mẫu. Hình như chị nói cũng đúng. Thì đúng là lúc ảnh kiếm được tiền thì rất hào phóng với gia đình, có hơi khoe khoang bản thân một chút. Thì cũng đâu thể thay đổi hết trong một lúc được. Cho ảnh chút thời gian đi. Ảnh đã thay đổi rất nhiều rồi mà. Chị thay đổi cách nhìn ảnh hả? Nói giúp cho ảnh hả? Có phải còn cơ hội không? Không. Ảnh thay đổi không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận lại ảnh đâu. À phải rồi, trả chiếc nhẫn này cho ảnh đi. Wow, chị giao mấy việc này cho tôi làm. Tuy mình là chị em, nhưng mà mấy chị trả nhẫn này chị tự trả đi. À phải rồi, sắp tới là Tết Trùng Dương rồi, chúng tôi sẽ đi viếng mộ của má. Chị có đi chung không? Ừ, đương nhiên là đi rồi, tôi còn tính hỏi cô đó. Vậy để tôi sắp xếp xong rồi báo chị biết. Ừ. Lần này anh tìm tôi là muốn giúp cho Derek hả? Tôi đã nói rồi, với số mệnh của nó là không thích hợp làm công ăn lương, sẽ không phát huy được sở trường của nó. Nếu nó muốn thành công thì nhất định phải tự kinh doanh. Tôi biết là anh muốn kinh doanh chung với ảnh, nhưng mà ảnh không chịu, tôi cũng không còn cách nào. Đứa em trai này của tôi không biết nó nghĩ gì. Suốt ngày nghĩ là tôi lừa gạt nó. Nói thật nha, hai người đâu phải là người giàu có gì. Hai người chỉ có sức lao động, tôi lừa được gì. Nè, hai người là nhân tài nhưng lại thiếu vốn. Còn tôi thì có vốn nhưng lại thiếu nhân tài. Trước đó kêu nó kinh doanh thời trang thì nó không chịu. Lần này kinh doanh đúng sở trường của nó, kinh doanh váy cưới mà nó cũng không chịu. Không biết nó nghĩ cái gì nữa. Thật ra trước khi má mất là hy vọng ba anh em chúng tôi có thể vui vẻ mà cùng nhau kinh doanh. Bây giờ tìm được vốn rồi, mọi việc đều giao cho tôi quyết định. Rõ ràng là cùng nhau kinh doanh sẽ có lợi cho cả hai mà. Tôi thật sự không nghĩ ra được lý do gì mà nó từ chối. Nói thật thì anh nói cũng đúng. Đúng chứ gì, cậu cũng thấy đúng đúng không? Nè, giúp tôi về khuyên nó. Anh em chúng tôi giống như là kẻ thù với nhau ở kiếp trước vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa, nó cũng là em trai của tôi. Tôi nhất định không hại nó đâu. Tôi chỉ có thể phân tích lại mọi việc với ảnh thôi. Anh cũng biết là ảnh cố chấp thế nào mà. Nếu như ảnh không chịu thì tôi cũng không còn cách gì. Được rồi, nó nghe lời cậu nhất mà. Nè, quyết định vậy đi, cậu làm được mà. Nè, cảm ơn nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy? Em không có kể rõ ràng với chị qua điện thoại, có chuyện gì vậy hả? Hả? Lúc nãy anh rể mới nói với em là ảnh sẽ thuyết phục Sơn Sơn để cho ảnh đầu tư vào công ty của Derek. Nhưng bây giờ em không còn tiền nữa rồi. Tại sao vậy? Lúc nãy em nói chuyện điện thoại với ba, ba vừa nghe em nói là sẽ hợp tác kinh doanh với anh rể thì liền nói em dạo gần đây xài tiền nhiều, nói là sợ em bị người ta lừa gạt kêu lập tức quay về Malaysia. Dạo gần đây em xài tiền vào việc gì? Em chỉ là mỗi ngày đều bao Sơn Sơn hả? Thôi, bao xe thôi. Mà tại trước đó em đã bị người ta gạt 2 triệu đô. Chú Tư lo lắng em xài tiền bậy bạ cũng đúng thôi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Em không có tiền thì sẽ không gặp được Sơn Sơn mỗi ngày rồi. Để xem ý của Derek sao đã. Nếu anh không chịu thì em muốn cho cũng không có cơ hội đâu. Lâu nay tôi đều nghĩ là chị double khờ khạo, thì ra là do ông chủ may mắn thôi.
ai cũng chịu nhận một đồng lương mà làm hai công việc. Có mấy thứ hả? Chỉ có ông chủ có mà anh không có đâu. Là thứ gì chứ? Những phụ nữ thiếu hiểu biết chắc chắn sẽ bị mắc bẫy. Đó gọi là sức hút của đàn ông. Vậy Elaine bị mắc bẫy cũng còn hơn là chỉ đớp bộ rồi. Cô có biết không, có rất nhiều người về quấy mà tới đây uống cà phê đó. Hôm nay mọi người vất vả rồi, mọi người về trước đi, tôi đóng cửa được rồi. Chờ anh lâu lắm rồi đó ông chủ. Ờ phải rồi, chúng ta nói chuyện chút đi. Anh Ben, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Thật ra tôi đã nói với bà Hà là làm hết ngày hôm nay tôi sẽ xin nghỉ. Tôi cho cô xem thứ này. Cô xem xong rồi hãy nói đi. Hay như cô bỏ túi xách vào phòng của tôi. Thì ra từ đầu cô đã biết. Bình thường tôi rất ít khi khóa lại tủ, nên muốn lấy trộm tiền của tôi. Đoạn phim này được quay lúc chiều hôm nay. Vốn dĩ tôi không muốn làm gì, nhưng bây giờ đã chứng minh sự nghi ngờ của tôi là chính xác. Anh Ben, anh nghe tôi giải thích đã. Anh được báo cảnh sát mà. Tôi chưa báo cảnh sát là vì muốn cho cô một cơ hội để giải thích tại sao cô lấy trộm tiền. Tôi lấy tiền để giúp một người bạn của tôi. Cô lấy trộm tiền để giúp cho bạn trai cô, nên cô mới không thể cho tôi biết. Bạn trai của tôi thua cờ bạc nên nợ rất nhiều tiền. Cộng với việc tôi vẫn còn nợ nhiều khoản tín dụng, cho nên mới bị người ta đòi nợ. Bọn chúng cứ đòi chém đòi giết. Tiền tiết kiệm của tôi không nhiều, tôi đã lấy hết ra để giúp ảnh rồi. Nhưng mà bọn chúng vẫn nói sẽ chém ảnh. Tôi không thể bỏ mặc ảnh như vậy được. Cho nên cô thường xuyên tới đây giúp đỡ cho tôi. Tôi xin lỗi mà anh Ben. Anh với bà Hà tốt với tôi như vậy. Tôi xin lỗi. Vậy cô có lấy thứ gì của má tôi không? Không có, không có. Bà Hà tốt với tôi như vậy, tôi không làm vậy với bà ấy đâu. Tôi xin lỗi mà anh Ben. Tôi biết tôi không phải là con người rồi. Thôi đừng khóc nữa. Cũng tại cô quá mềm lòng thôi, không biết cách từ chối nên mới bị người ta lợi dụng. Vậy bây giờ cô nợ người ta bao nhiêu tiền? Cả vốn lẫn lãi là 60.000, cộng với 40.000 của anh. Thêm tiền lương của tôi thực ra cũng trả đủ rồi. Thôi vậy đi, tôi không báo cảnh sát cũng được, nhưng mà số tiền đó cô phải trả cho tôi theo từng đợt. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn nhà anh Ben, cảm ơn anh. Tuy lần này tôi giúp cho cô, nhưng mà cô cũng nên gác tay lên trán suy nghĩ cho kỹ đi, coi có nên tiếp tục với người bạn trai này hay không. Bởi vì anh ta là một cái hố sâu không đấy. Thật ra trước khi xảy ra vụ này, tôi cũng đã muốn chia tay anh ta rồi. Nhưng mà tôi quá vô dụng. Anh ta cứ nói yêu tôi. Nếu vậy cần tôi giúp cô không? Sao hôm nay hẹn anh sớm vậy? Không cần đưa bà già đó đi vật lý trị liệu sao? Chúng ta chia tay đi. Em sao vậy hả? Trước đó anh đã hứa với em rồi, sau khi trả dứt món nợ này, anh thề sau này sẽ không chơi nữa. Sau đó tìm một công việc nghiêm túc mà làm, để dành tiền để kết hôn với em. Em đã giúp hết sức rồi. Hôm qua em đã đưa cho anh 40.000 rồi, thêm phần lương của em nữa, cũng đủ để cho anh trả nợ rồi. Sau này chúng ta không còn gì nữa, đường ai nấy đi có được không? Bộ em nói chia tay là được sao? Còn khốn, em muốn làm lớn chuyện có phải không? Vậy đừng trách anh tung ảnh khỏa thân của em lên trên mạng nha. Sao anh đã xóa hết rồi? Anh yêu em như vậy mà, nỡ lòng nào xóa ảnh đi chứ. Thế tiện. Cô thích làm căng với tôi phải không? Bây giờ tôi sẽ tung hết lên trên mạng. Không được, anh đưa máy đây. Khốn đi. Quá trình uy hiếp lúc nãy của anh, tôi đã quay phim lại rồi. Bây giờ anh khôi phục cài đặt gốc của điện thoại, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát. Còn khốn này, thì ra hai người gian díu. Không cần nói nhiều nữa, anh có chịu xóa không đi? Tôi cảnh cáo anh, sau này không được làm phiền cổ nữa, nếu không tôi không có sáo với anh đâu. Khôi phục cài đặt gốc. Mọi chuyện được giải quyết xong hết rồi, cô nên vui mới phải chứ. Sao lại không nói gì hết vậy? Không có gì, tôi cảm thấy tôi khờ quá. Vì một người đàn ông như vậy, uổng phí biết bao nhiêu năm. Tôi cảm thấy không uổng đâu, coi như học một bài học thôi.
đi một ngày đàng hoàng một sàn khuôn, sau này phải chọn bạn mà chơi. Với lại đừng bao giờ quá mềm lòng. Sao vậy? Còn vấn đề gì sao? Tôi chưa bao giờ gặp được người đàn ông nào tốt với tôi như anh hết. Wow, nồng cháy như vậy. Giải quyết xong rồi hả? Chân của anh sao rồi? Vẫn còn cảm thấy hơi nhức một chút, nhưng mà cũng ok. May mà đường dốc lên mộ không dài lắm, từ từ lết lên cũng được. Anh rể à, chuyện đó sao rồi? Anh kêu em không đầu tư cho Derek, lại kêu em khoan cho họ làm chiếc váy cưới. Anh có giải quyết được không vậy? Em có chút sợ Sơn Sơn giận em đó. Trả lời em đi. Anh hai kêu Băng Băng đừng cho chúng ta làm chiếc váy cưới. Anh muốn gì chứ? Anh muốn tuyệt đường của tôi hay sao? Sao lại vậy chứ? Có khi nào có sự hiểu lầm gì không? Hiểu nhầm hả? Đây là Băng Băng đúng không? Phát lại nghe một lần nữa coi. Tin nhắn thoại đã xóa. Chắc chắn Băng Băng biết quẻ gửi nhầm tin nhắn nên đã xóa rồi. Lái xe. Lái xe đi. Tôi đổ xe trước đã, đừng nóng giận quá nha. Má, tụi con đến thăm má nè. Tụi con ai cũng sức lực dồi dào, khỏe mạnh minh mẫn, má không cần phải lo lắng. Con nhớ má lắm đó. Má à, má nhớ bánh trứng và chim cút nướng lắm đúng không? Cậu Út tới rồi kìa. Biết là tới giếng má thì đi sớm chút đi. Nè nhanh lên. Tình cặn bã. Em bị gì vậy hả? Anh biết rõ em muốn mở tiệm váy cưới, còn cố ý phá đám đơn hàng đầu tiên của em nữa. Anh không phải cặn bã là gì? Ai là cặn bã? Em cũng thừa biết anh muốn toại nguyện ý của má, muốn anh em chúng ta làm ăn với nhau. Em cứ phải làm một mình, em không phải cặn bã hơn hả? Anh là hạng người gì vậy hả? Em không làm với anh thì anh phá đám em hả? Anh đừng nói với em là má muốn chúng ta đoàn kết, muốn tốt cho gia đình nữa. Rõ ràng là muốn tự làm ăn riêng. Con người của anh vốn luôn ích kỷ như vậy. Má, căn nhà đó thật sự là lời lắm. Sang tay một phát là tăng giá ào ào. Con cũng đã đặt cọc rồi. Thôi thì má lấy tiền ra mua luôn đi ha. Ôi trời, tiền của má nhưng gia dành dụm được là để cho đất mình đi nước ngoài dùng đó. Con đừng có nhắc tới nữa. Nếu như anh không tập trung tinh thần thì không bao giờ ném vào được đâu. Hồi nãy em cũng thấy rồi, má cứng đầu muốn chết. Anh nói tới khang cả cổ họng, có vàng cũng không biết nhặt. Thì má của chúng ta là loại người thành thật hơn ai hết kìa mà. Cũng tốt đó, chỉ tội anh cái là thành thật quá. Hồng Kông ở đâu cũng đầy vàng, ai ai cũng nhặt vậy thôi. Tại chúng ta không biết tính toán. Nhưng mà những gì anh vừa nói em cũng cảm thấy có một chút lý lẽ đó. Nè, thật ra em có thể giúp được anh. Wow, em không có tiền đâu anh hai. Không phải là em không có, em không nhớ là em có thôi. Em với má có tài khoản ngân hàng chung mà. Má đã nói đó là tiền để dành cho em đi nước ngoài du học mà anh nghe không rõ hay sao hả? Bây giờ không phải không cho em đi học, em vẫn chưa đi mà. Lấy tiền ra cho anh mượn trước để anh mua nhà. Lúc nhà trường chịu nhận em cũng phải nửa năm nữa, lúc đó anh bán căn nhà lấy tiền lời được rồi. Nếu như để cho má biết được em chết là cái chắc đó. Em suy nghĩ cho kỹ đi. Vụ này ngoại trừ lời được tiền học phí và chi phí sinh hoạt ra, anh sang tay đã mua được căn nhà to cho má rồi. Lúc đó má thấy hành động hiếu thảo của chúng ta, má vui mừng còn không kịp nữa đúng không? Chào má. Đắc Minh, hồi nãy má ghé ngân hàng nộp tiền, tại sao tài khoản ngân hàng chung của má với con mất hết tiền rồi? Là con kêu nó lấy tiền ra cho con đầu tư nhà đất. Má yên tâm đi, nửa năm sau con trả lại số tiền đó mà. Thì ra đúng là con không lấy được tiền từ má nên dụ em trai, lỡ bị lỗ hết tiền thì sao? Sao mà lỗ được chứ, thị trường nhà đất đang lên ầm ầm, con bảo đảm 2 năm nữa thị trường nhà đất vẫn không lỗ. Nếu chắc chắn lời thì đã không có ai nhảy lầu rồi. Làm người phải thực tế một chút, đừng có suốt ngày đi đường tắt. Tại sao nói hoài mà con vẫn không nghe vậy? Quách Đắc Cường, cái tên xấu xa. Ê, em bị đứt dây thần kinh hả? Anh mới bị thần kinh đó. Sao anh mượn tiền bạn trai của em để đầu tư nhà đất hả?
Dạ nói em với anh thông đồng cướp tiền của ảnh, tụi em chia tay nhau rồi. Loại đàn ông này một mặt nói cho mượn, mặt khác đi nói xấu sau lưng, nói được không làm được. Loại này bỏ là vừa. Đồ xấu xa, đồ xấu xa. Anh giúp em nhìn rõ bản mặt của nó thôi mà. Nè thôi đi, con im đi. Con đó, con ích kỷ tự lợi sao phải đầu tư nhà đất làm gì? Làm cho cả nhà không ai được yên ổn hết. Mà nói còn hại cả nhà hả? Nói con ích kỷ tự lợi. Con đi kiếm tiền về muốn lợi nhiều tiền cũng vì lo cho gia đình thôi. Bây giờ tiền dân tới miệng cũng không lấy có đúng không? Được, con sẽ trả hết tiền cho mọi người. Nói chung con tự bỏ tiền túi, một mình con lỗ được rồi. Đi đi. Nếu năm xưa chịu nghe lời của anh mua căn nhà đó, ít ra mọi người cũng được chia cả triệu đô, đâu nỗi khổ sở như vậy. Tại mọi người không chịu tin anh thôi. Bây giờ người bị lỗ tiền là một mình anh đó, còn nói anh ích kỷ nữa. Đúng là anh không tự kiểm điểm mình chút nào. Lúc đó mới giận anh, cái gì anh có biết hay không hả? Mới giận anh đặt tiền lên trên hàng đầu, tình thương đứng đằng sau đó. Rõ ràng anh không phải là loại người như mọi người nói. Không phải, lần này anh cũng vì bản thân anh mới kêu Băng Băng không cho em làm. Đừng nói em vạch trần anh. Anh muốn cô ấy chịu lại vốn để làm ăn với anh thôi mà. Em là em trai ruột của anh đó. Như vậy mình cũng làm được sao anh có phải không vậy? Lần này anh thật sự một lòng một dạ vì gia đình đó. Anh năm lần bảy lượt năn nỉ em làm ăn chung với anh, lại chối đây chối đẩy hả? Là em đâu Quách Đắc Minh, em là người không lo gia đình. Em muốn làm ăn riêng có quyền gì tới anh hả? Anh thôi đi nha, em căn bản không tin vào anh nữa, làm sao làm ăn chung được chứ? Thừa nhận rồi đó, em thừa nhận không lo gia đình rồi phải không? Là em không đúng. Đừng có làm gì mà đánh anh hả? Có phải hồi nhỏ anh hai chưa từng dạy dỗ em? Bây giờ anh sẽ dạy em trước mặt má. Nè, anh bị tiếng hả? Nè, anh bị tiếng hả? Từng mặt nè. Qua đây, quỳ xuống đi. Cậu cũng qua đây quỳ xuống. Quỳ xuống mau. Trước mặt má của mấy đứa cãi lộn còn chưa đủ, còn quay qua đánh nhau. Không thấy có lỗi với bà ấy hả? Hả? Không phải lỗi của tôi. Ai nấy đều cho rằng tôi là người xấu. Công nhận người anh hai này thôi. Đánh Khanh, em biết là cho dù ngày xưa hay là hiện tại thì anh đều thật lòng muốn tốt cho gia đình mà. Em biết là tốt rồi, nhưng mà tụi nó không biết, cứ coi anh là người xấu. Tại vì họ không biết anh làm gì cực khổ thôi. Có chuyện gì hiểu lầm á thì mọi người ngồi xuống từ từ mà nói. Anh không có gì để nói với tụi nó hết. Con xin lỗi má, không thể hoàn thành tâm nguyện của má, không làm được chuyện má muốn con làm. Con chịu hết nổi rồi. Em thật sự rất thất vọng vậy anh. Anh lại thấy thất vọng về em hơn. Em cũng giống tụi nó, năm lần bảy lượt né tránh anh. Đưa nhẫn cho em không lấy, lấy rồi lại không đeo. Được thôi, dù gì cả thế giới đều quay lưng với tôi rồi, thì em cũng vậy thôi. Về nhà đi. Không về, ngủ dưới chân cầu cũng không về. Bây giờ anh đi khách sạn ngủ. Alo Đất Bảo, anh hai cô nói mấy ngày nay anh sẽ ngủ ở khách sạn không về nhà, cô cũng đừng lo lắng nha. Tôi cũng đâu lo lắng gì, ảnh lớn vậy rồi, giận chút là đòi đi khách sạn ngủ, tôi cũng đành bó tay. Ảnh cũng luôn như vậy mà, làm ăn thất bại là trốn chui trốn nhủi. Có lẽ như vậy cũng tốt, để ảnh tự cách ly một mình, bình tĩnh lại cũng tốt. Được rồi, nói sao ha, bye bye. Cậu cả đi khách sạn ngủ thiệt hả? Cũng tại em nhất thời nóng nảy, má rất không thích em cãi lộn với lại anh hai. Bây giờ em hư tới nỗi đánh anh hai trước mặt má nữa. Thật ra thì chuyện này anh hai cũng có phần quá đáng. Má, chắc má không trách em trai đâu hả? Thật ra hai người cũng không phải chuyện mới đây, cũng nhịn lâu lắm rồi. Em khiến cho anh giận bỏ đi luôn rồi. Em thật sự quá khó ưa mà. Cũng đâu khó ưa lắm đâu. Giờ cậu cả đi rồi, dư được một căn phòng, hai cậu cháu mình không cần phải gò bó nữa. Nói giỡn tạo không khí thôi mà. Con cũng không muốn nhìn thấy hai cậu của con căng thẳng giống như bây giờ vậy. Tuy con và Đắc Cần không thể ở bên nhau nữa, nhưng má vẫn coi con như người một nhà rồi. Hy vọng con đừng chơi bà già này nha. Dĩ nhiên là không rồi. Má mãi mãi là người thân của con. Cho dù xảy ra chuyện gì thì con nhất định sẽ ở bên cạnh má. 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 Má hãy yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp họ. Trời sao bừng sáng lên, con tim tôi. Chà, sao xiên vậy? Nè, ăn bịch heo khô đi, má cô thích loại này nhất đó. Vậy hả?
Tôi chỉ biết là má tôi rất thích cho chúng tôi ăn rau mây mà thôi. Đừng tưởng má tôi thân thiện lắm nha. Lúc giữ lên là ghê lắm. Chúng tôi hư là đánh cho chúng tôi nhảy tưng luôn. Không ngờ hai cái thằng này giống đánh nhau thật. Má của cô chắc chắn tức tới nỗi đội mồ đứng dậy. Lúc má còn sống, ba đứa chúng tôi nhiều nhất chỉ nói qua lại cự cãi nhau vài câu thôi, không làm quá như vậy. Tôi thì hư nhất, tôi hay cố tình chọc tức má. Bao nhiêu năm nay má cô thực sự đã rất vất vả. Một thân một mình gánh vác cả gia đình, nuôi dạy ba đứa con quả thật không phải chuyện dễ. Lúc đó ai cũng khó khăn, kiếm tiền cực khổ. Bà ấy và tôi đều rất vất vả. Nè cậu kia, giúp tôi rửa chiếc xe luôn với. À, cảm ơn ông chủ. Anh Thạch à, ai cho phép anh làm vậy? Anh hỏi ông đau chưa? Tôi không rảnh chơi với anh, mau biến đi. Chơi, đánh nó. Dừng tay. Chú Bi, mày nhìn đi, ba người đánh một người đó, còn bị người ta đánh tả tơi. Mày nhận đàn em kiểu gì vậy hả? Nhất là cái tên này nè. Dạy lại tụi nó giùm đi. Xin lỗi đại ca, mau dẫn đi. Rồi dạ, đại ca. Ông đâu? Chàng trai, cậu đánh nhau cũng dữ đó, cậu theo ai vậy? Xin lỗi đại ca, tôi chỉ đi rửa xe để kiếm ăn thôi. Kiếm ăn? Cậu kiếm ăn trên địa bàn của tôi, đã hỏi tôi chưa? Tôi xin lỗi, mới ra xã hội nên chưa biết quy tắc. Để tôi dọn dẹp liền. Muốn kiếm ăn có rất nhiều cách. Đi theo ông Đao tôi, sau này không cần rửa xe, kiếm bao nhiêu cũng có. Cảm ơn ông Đao, nhưng mà tôi cái gì cũng không biết. Ông tìm người khác đi. Có khí phách đó. Để tôi dạy cho cậu một bài học. Ở trên đời này, có nắm đấm thì có cái ăn. Cậu không theo tôi, đồ thừa cũng không có mạng. Mỹ Lan. Ủa, lại là anh hả? Ủa, sao tráng anh sương dữ vậy? Lại đánh nhau với người ta hả? Trời ơi, làm ơn đi. Không phải, tôi không biết quy tắc kiếm ăn trên địa bàn của người ta nên có chút xích mích thôi. Vậy lần sau anh phải chú ý một chút nha. Tôi sẽ đi chỗ khác để làm ăn, trả luôn số tiền còn nợ cô. Không cần đâu, lấy tiền đi khám bác sĩ đi. Tìm một công việc nghiêm túc mà làm, kiếm được tiền rồi mới trả lại cho tôi. Sau này tôi nhất định trả lại tiền cho cô. Thôi không nói nữa, tôi tới công ty trả lương cho nhân viên giùm chồng tôi. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Nè, đi đâu vậy? Con gái tôi gây chuyện ở trường rồi, tôi về trước đi. Má
má đã nói với con bao nhiêu lần rồi, lúc học phải chuyên tâm nghe cô giáo giảng bài, không được đánh nhau với bạn kia mà. Con không có đánh bạn, đừng tự dịp dễ chào sổ liên lạc của con thôi. Con không cãi nữa, cô giáo nói má biết hết rồi, con không xé rách cuốn sổ của người ta thì người ta đâu có làm gì. Ai biểu nó cười sổ liên lạc của con, không có chữ ký của ba. Không có chữ ký của ba thì có gì mà to tát đâu, bây giờ con bị cảnh cáo nữa, nghiêm trọng lắm đó biết không. Con ghét má lắm. Nè, Đắc Bảo. Đắc Bảo. Đắc Bảo. Dừng lại. Dừng. Con đừng có chạy nữa được không hả? Trời ơi, được rồi. Về nhà thôi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Con muốn ba. Con không muốn má. Đừng có gây nữa, về nhà tôi. Dừng. Má cảnh cáo con không được gặp tức má nữa. Sao anh gạt em hết lần này đến lần khác? Anh gạt em hồi nào đâu chứ. Em thấy anh ôm một cô gái, hai người cùng nhau lên chung cư. Em có qua mắt nhìn lầm không hả? Không có chứng cứ đừng đổ oan cho anh. Vậy anh nói đi, hôm qua đi đâu hả? Tại sao xuống tàu rồi không chịu về nhà mà đi đú đỡ ngoài đường? Cái gì mà đú đỡ chứ? Em cứ thích nghĩ bậy bạ không tin anh cũng bó tay. Mỗi lần đi tàu là anh quẳng gia đình cho em lo. Anh đi một lần là mất hút nửa năm trời. Anh có biết Đắc Bảo suốt ngày đòi tìm anh hay không vậy? Đợi hoài đợi mãi đợi tới khi anh về nhà rồi, giờ ngày nào anh cũng uống tới say xỉn, còn ở đó kiếm chuyện gây sự nữa. Em lảm nhảm nhiều vậy làm gì chứ? Em muốn ly hôn có phải không? Có phải muốn gia đình tan nát không? Không có gì nói nữa chứ gì. Nè, anh làm cái gì vậy? Còn làm gì nữa, đừng có dạy trăm đô. Trả bút tiền cho em. Trả gì mà trả. Anh muốn cái gì đi? Em làm cho anh tức điên lên. Bây giờ anh đi xong hơi đấm bóp, chơi gái cũng nói cho em biết hả? Má cô ráng nhẫn nhịn vì muốn bảo vệ gia đình, không muốn gia đình tan nát. Cho nên ông kêu hai người đó quỳ gối trước mộ của má. Tôi chỉ là không muốn bà ấy chết rồi mà vẫn đau lòng.